đây là một con dơi cầm ngậm 3 đồng tiền. Mà những dơi này nó nằm ngược xuống vậy nè. Phúc đáo là phúc vào cái nhà người ta. Ngôi vườn này, cái phòng trà Nhật này không phải là người Việt thiết kế. Thật ra chữ linh thần ở đây không phải là thần linh gì các bạn ạ. Hôm nay anh Vĩnh Tuyết đi chỗ này rất là vui. Bởi vì trước anh hứa với em là dẫn em đi quán trà đúng không? Dạ. Nhưng mà không có cơ hội. Hôm nay dẫn em đi chỗ này. Trời ơi, còn gì mà sáng giờ cái thắc mắc không biết anh rủ đi đâu. Là trong này có tiệm trà hả anh? Không phải tiệm trà mà là của bạn anh, cái nhà. Nhưng mà có một cái trà thất bên trong. Trời, xịn dữ vậy. Gia chủ ngôi nhà hôm nay ghé thăm là anh Nguyễn Hữu Nam, giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương. Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc sản xuất. Ôi, đẹp thiệt luôn á. Lần đầu tiên em cũng ít khi nào em thấy những cái... Ý là em nghĩ nó sẽ là một cái nơi gì đó, nó mang tính văn hóa chứ không phải là nhà của một ai đó. Bây giờ anh chia sẻ với em cái điều rất là đặc biệt của ngôi nhà này. Nó mang tính là tính văn hóa. Dạ. Ví dụ chẳng hạn người ta nghe là trời tròn đất vuông thì chúng ta sẽ thấy rằng sao cái cửa này nó vuông vậy nè, nhưng mà bên trong này là một hình tròn, tượng như nó là âm bộc dương. Mà khi âm bộc dương thì vạn vật sinh sôi nảy nở. Giống như chúng ta nói thiên can có 10 thiên can thôi, nhưng tới 12 địa chi. Mà địa chi chính là âm. Các bạn thấy không? Và cái cửa này chúng ta sẽ thấy rằng sao? Bốn góc này nè. Đây. Các bạn thấy không? Đây là một con dơi cầm ngậm 3 đồng tiền. Con dơi nó tượng trưng cho chữ phúc. Mà những dơi này nó nằm ngược xuống vậy nè. Phúc đáo là phúc vào cái nhà người ta. Và các bạn sẽ thấy con dơi nó ngậm 3 đồng tiền. 1, 2, 3. Tượng trưng cho thuyết tam tài của người phương Đông là thiên, địa và nhân. Nãy giờ em kiếm không thấy cái chuông nha. Thôi, khỏi chuông em nha. Ở đây em thấy không? Đây, người hổ phù là người ta gõ cửa bằng cái này. À, cái này gọi là hổ phù á. Giống vậy đó, hổ phù. Giống trong cái cổ trang đúng rồi, chúng ta gõ cửa. Em gõ mấy cái? Ba cái được rồi. Ba cái đúng không? Ba cái đúng không? Một, hai, ba. Chắc xịn quá. Thiếu chữ vừng ơi, hay mở cửa ra. Ôi trời, mở cửa ra phải không? Rất tiếc ngày hôm nay ghé thăm lại không có anh Nam ở nhà. Nhưng anh Nam đã sắp xếp cho Master Kỳ gặp lại một người quen. Ồ, sao em ở đây trời? Chị Diệp là một người nghiên cứu chuyên sâu về trà, đồng thời cũng là học trò cũ của Master Kỳ. Và chắc chắn hôm nay Tuyết và thầy Kỳ sẽ được thưởng thức những tách trà thực sự chất lượng. Rất rất là đẹp luôn mọi người ạ. Dạ, em chơi vài phút đi. Tại vì em có lẽ có thể là điều này anh Kỳ không có biết, nhưng mà em là rất là yêu thích Nhật Bản. Và thậm chí là em đã đi học tiếng Nhật cũng chỉ để là mơ ước sau này sẽ đi du lịch Nhật Bản thôi. Và em không ngờ tất cả mọi người có thể nhìn ở đây, tức là giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, chúng ta lại có một khu vườn rất là thanh tịnh. Cảm giác bước vào là cảm giác là thanh tịnh và yên lặng, yên ắng liền luôn. Và mang một cái hơi hướng Nhật Bản mà giống như trong truyện tranh mà Tuyết vẫn thường đọc. Anh Nam là một người có đời sống tâm linh phong phú, tiếp nhận văn hóa thiêng liêng từ thần đạo của nước Nhật, hòa quyện cùng nền văn hóa cốt lõi Việt Nam. Anh Nam cho thi công ngôi nhà với nhiều sự đầu tư chăm chút, cũng như tìm hiểu rất kỹ về nền văn hóa Nhật Việt. Mời quý vị cùng khám phá ngôi nhà của anh Nguyễn Hữu Nam. Thật ra chị Diệp này là một chuyên gia về trà và chỉ còn nghiên cứu về văn hóa phương Đông trong có bộ môn bát tự phong thủy. Wow. Còn là học trò của tôi nữa. Trời. Nhưng mà anh bất ngờ là sao tự nhiên qua đây mà không nói. Tại sao qua đây, không biết tại sao qua đây làm gì đây? Dạ, anh Nam em có giao qua đây cho ông chàng Nam một tấm tự xa. Nhưng mà anh Nam có công việc bận, cho nên anh Nam nhờ em là qua đây vai trà tiếp tờ này. Ồ vậy luôn, thầy chị bất ngờ quá. Ông nói bất ngờ thì ra là gặp em. Chị nghiên cứu trà thì nói chuyện nhỏ nhẹ quá. Không có mạnh mẽ như cô này. Dạ em cảm ơn chị. Hồi nãy lúc mà em mới vô á là em thấy hơi lo lắng á. Tại vì ở em vô em không thấy có máy lạnh, cũng thấy có quạt gì hết. Em sợ nóng á, mà uống trà nóng nữa. Nhưng mà công nhận ngồi đây á, đón không khí tự nhiên á, mát từ ngoài vào á, nên là em cảm thấy rất là tinh tế luôn á. Tức là phải chủ nhà và cũng như theo thiết kế cũng phải tính toán là hướng gió như thế nào để mình ngồi mình không bị ngợp, đúng không anh? Đúng rồi. Mà em sẽ bất ngờ hơn bởi vì sao? Ngôi vườn này, cái phòng trà Nhật này không phải là người Việt thiết kế. Ồ, dạ, không phải người Việt hả? Đúng rồi.
là anh Nam ảnh mời một chuyên gia thiết kế là ông Nono Ichi Yoshiro, là một trong những bốn chuyên gia làm về vườn Nhật hàng đầu, được Thiên Hoàng vào năm 2016 tặng được huân chương. Trời ơi. À, và khi họ thiết kế thì họ bố cục ở Việt Nam hay là ở Nhật Bản, ở Trung Quốc hay ở bất cứ quốc gia nào, yeah. À, thì họ luôn luôn có một cái là tọa sơn hướng thủy. Nghe tọa sơn hướng thủy nghe gì nó ghê lắm, nhưng thực chất không phải vậy. Là ta dựa vào cái vững chắc, và phía trước là minh đường. Minh đường là cái mà chúng ta nhìn thấy phía trước, nó rộng rãi, nó thoáng mát, đó gọi là minh đường. Nên chúng ta tọa sơn hướng thủy là chúng ta ngồi uống trà ở đây, chúng ta thư thái, chúng ta dựa vào phía sau và chúng ta nhìn cái mặt hồ phẳng lặng phía trước. Nơi nào có nước, nơi đó khí sẽ tụ. Nên do đó chúng ta tới đâu chúng ta thấy không khí thoáng đãng, nước chảy nhẹ nhàng, chúng ta cảm thấy dễ chịu. Đó là ý nghĩa. Bây giờ tôi đang ngồi ở cái hồ cá coi, cảm giác rất là dễ chịu. Khi các bạn nhắm mắt lại, các bạn hít thật là sâu, các bạn mới cảm nhận được không gian xung quanh mình, và chúng ta cảm thấy là chúng ta đang hài hòa giữa con người với thiên nhiên. À, đây là một điều mà vườn thiền Nhật Bản đem đến cho chúng ta. Các bạn sẽ thấy những cái đèn đá ở đây, trong tiếng Nhật gọi là Isidoro. Thì Isidoro trước đây là những cái đèn đá trong các đền thờ Phật giáo, nhưng sau đó được để trong các đền thờ thần đạo và những nhà thiền như thế này. Đèn đá hay còn gọi là thạch đăng lung, Isidoro, là một trong những biểu tượng đặc trưng của Nhật Bản. Những đèn đá này trông càng cổ kính, cũ kỹ thì càng được ưa thích. Trong video là loại đèn đá kiểu Yukimi, loại đèn có mái lớn, đứng vững chắc trên bốn chân, được gia chủ bố trí đặt cạnh hồ cá koi giúp tăng tính thẩm mỹ, đồng thời thể hiện sự am hiểu văn hóa Nhật Bản của mình. Cá koi nó giống như là vật nuôi vậy đó, là pet đó, chúng ta cảm thấy dễ chịu, chúng ta cảm thấy là sao, chơi với nó, chứ chúng ta, đó, thấy không các bạn, thấy không, nó bò lên, à, nó đang tương tác với mình, và chúng ta có thể vuốt đầu nè, tôi đang vuốt đầu nè, các bạn thấy không, này, thấy không, chúng ta cảm thấy, chúng ta nhẹ nhàng sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta lấy những năng lượng tích cực, à, là những từ những chú cá koi này đem tới chúng ta, và theo khía cạnh phong thủy thì số cá thả dưới đây nó sẽ là số lẻ. Bởi vì số lẻ chính là số dương, đem tới năng lượng và nguồn sống tích cực cho mọi người. Và ở trong huyền không lục pháp thì đây là khu vực linh thần. Nghe chữ linh thần chúng ta sẽ thấy cái gì nó ghê gớm. Thật ra chữ linh thần ở đây không phải là thần linh gì các bạn ạ. Nó chỉ là một cái ngôn từ của người xưa gọi linh thần là nơi động. Nên do đặt hồ nước ở đây và có cá bơi ở đây, đem những điều tốt đẹp cho những người cư ngụ trong ngôi nhà này. Phong thủy chính là hài hòa giữa con người với tự nhiên. Nhưng không phải là chúng ta nói hài hòa với con người với tự nhiên, chúng ta ra công viên, ra rừng, chúng ta chọn cái năng lượng đó, mà là chúng ta biết lựa chọn bằng phương pháp khoa học. Phong thủy chính là science, là kỹ thuật. Chúng ta tính toán bằng những phép cộng trừ nhân chia. Chúng tôi là những kỹ sư thiết kế làm ngôi nhà mình tốt đẹp theo phong thủy, chỉ có một câu nói đơn giản gồm 3 chữ: thông thoáng, tiện dụng và thẩm mỹ. Cảm ơn mọi người vừa cùng Kỳ đến với một cái ngôi nhà rất là đặc biệt của một người bạn, là người khách hàng của mình. Đó chính là nhà của anh Nam, một doanh nhân thành đạt. Và trong ngôi nhà này chúng ta có những điểm cần lưu ý. Thứ nhất đó chính là cửa. Thứ hai chính là hồ nước. Thứ ba chính là trà thất của ảnh. Ở cửa thì chúng ta thấy chữ phúc qua hình ảnh con dơi. Và cửa nó nằm ở vị trí là đem tới năng lượng tích cực cho gia chủ. Và điểm đặc biệt là ở hồ cá cực kỳ hấp dẫn, là các bạn sẽ cảm thấy là do thiên nhiên hòa lẫn giữa con người. Các bạn cảm thấy phong thủy là nghệ thuật sắp đặt. Và cuối cùng là chúng ta tới trà thất. Chúng ta có thể thư giãn đó, chúng ta cảm nhận được trà, cảm nhận được sự hạnh phúc khi chúng ta tới nơi này. Và một nữa xin cảm ơn mọi người theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo.